chục năm rồi. Tê. Vâng, em đang ngoài quán luôn anh. Bên kia thầy kia nữa. TV thì hoàn lên xem mình nó có đọc đâu. Tỷ số hiện tại hiện dần 4-0. Còn năm đấy anh không trượt ngang anh cái gì, anh đâu có trượt con đấy. Đấy hình như là chẳng chín hay sao, mình cũng không có, mình như là chẳng chín. Không em nhé. Yên này, Thiện này, Bình An này, sân Nghệ An bạn nào bạn? À, bạn hoặc bạn nào? Tiên thì mình không biết là bao nhiêu. Ừ, anh Thiện bây giờ mình nghĩ thấy cái này là không. Như chẳng chín ấy, mình lừa đó, như là chẳng chín ấy. Này cũng vội chỉ xem cái chẳng nhiều. Lúc ngày mai xong hôm nay thì mình tổ chức sẽ thăm lại. Nhánh thua 1.8 nhưng mà trận cuối nhánh thua là 1.9. Mình mới hỏi anh biết bằng 1.9 đây. Rốt thì mình nữa, ngày mai. Rốt ngày mai đấy. Ví dụ là không gọi. À,
Thầy Kiên thì đang bị áp dẫn 31, còn anh Hòa thì đang dẫn 31. Ok. Không nói trước nữa. Anh Thiện ở Bắc Cạn. À, Pedagog đi vào xem các bạn. Mình bắt đầu thấy Pedagog này. Phòng sổ thư ngày mai đấy các bạn. Tỷ số thì cái thiện đấy, cái thiện là 50. Bàn này quay dọc cũng hết, không hết cái bàn. Do vậy thiết kế cái bàn này, không có góc quay dọc. Quay dọc cũng hết. Dài này là dài period. Phần 9. Tịch Kiên đang bị giật 31, 13. Còn anh Hoàng bị giật 31. Việt Nam thì có anh Tịch Pháp. Hai anh đấy là tên đã bắt đầu sổ số rồi. Mai thì trận nào hay nhất là trận đấu Polo, Polo xong là thích trận nào là trận đấy. Anh Tuấn con thì đi cũng đi chân lành quá. Em chia sẻ like cho mọi người cùng xem đi. Bảo xem cho Skyler tê dại đi. Đẳng cấp rồi. Đấy nhất BR rồi. Chưa thắng. Như còn con thì đại diện tình hành của Mary Jean. Anh Thiện đang dẫn 5-0. Peter Gott đang cứng lại tiền kê cho anh Thiện để Thiện quay kinh. Hoàng dẫn 3-1. Điểm đầu tiên cho Skyler. Tỷ số là 1-5. Hoàng đang dẫn 4-1. Thầy Kiên thì đang thua 1-5. Athanas đánh kinh quá. Đấy, anh Hoàng thua trận 12 giờ. Một màn đánh thua. Đấy, trận cuối cùng đánh thua. Năm một, anh Hiển nhận
cầm con thì bị loạn rồi. Lúc này nhánh vua anh em chia sẻ like để mọi người có hiện ra vòng đánh vua này, nhưng bên mình còn khoảng anh Kiên là hai này, Nam Phạm này, anh Tuấn Anh này, Ngan Nhật này, Thiện Lương, nói chung là chỉ còn nhiều anh này. Tỷ số 5-1, cái điện gần 5-1. Có anh Yên Magic cũng đang đánh, cũng gì gần 5-1. Mình chưa thấy Azalat trong lúc nào kinh vạn. Cái hòa nó gần 4-1 rồi. Hay của anh Thiện ơi, tập trung trận này anh em ơi. Anh em mình chia sẻ 5-5 xong. Thiện anh có bài hôm nay trận đầu tiên, bây giờ anh đi từ cua đi lên. Thằng trận này nó không vào lát sau cua. Sáu một bạn, anh Thiện đấm 6-1, vừa cổng 39 thành công. Tỷ số đấy, anh Thiện đi gần 6-1 đấy. Không có được. Hình như là đuôi con hai. Tâm là những tâm thì kia đã bị loại rồi. Nếu mà thắng trận này là vào thắng lát sau cung. Vào lát sau cung thì không thắng lại. Có cái bảng tỷ số bối cảnh chỗ anh để đánh kia 6-1 hơn 1-6-1. Còn sao đánh với Iran người gì đấy. Giải này quy củ 256 bao gồm 128 WSB. Đó là 128 WSB.
cái hòa mình phải đơn giản năm đánh với Tizan Madrid. Một là nghỉ giải lao xong vào nhưng thiện cộng 39 đến 61 đúng rồi. Ok đi. Dê Maranat người ta đánh bản TV có camera quay rồi mình quay gì nữa bạn. Bản TV 2. Philo thẳng 3 trận rồi. Thiện dẫn 7-1. Phenobot đang ngồi gần đây. Phenobot đang ngồi gần mình. Bạn lên
Việt Nam Vlad Robertson. Mình hỏi anh bên ban tổ chức thì như là trận cuối cùng là 109. Manat ở Manat bị loại rồi, lúc này thua Raga. Tỷ số có bằng tỷ số các bạn kìa, 7-1. Mà bên kia thì cái bảng tỷ số nó bị che mình, che mất mình rồi bạn, mình không thấy được. Không được phép đi lại bên kia. Anh còn con 28, 28, 82. Bây giờ mà Vun bây giờ mình đi qua bên kia đi mất vòng xa quá. Đi ra đi lại ban tổ chức đuổi ra mất, không cho xem nữa mệt. Ừ, anh Thiền đợt này trái đạn kinh. Khi sớm mình có lai trận anh Thiền thành người Tolin Han ấy, anh Thiền anh chảy hai quả đạn đùi rúi rụi luôn. Bên bản TV vỗ tay kinh quá. Hồi Hoàng dẫn 6-2 vậy. Anh em ấn follow mình nhé, ngày mai mình like nhiều trận hay lắm. Mickey thắng 3 trận rồi và nhanh thắng rồi. Cô Minh Trung đang đánh với David Akadi. Nói chung anh Thiện trận này đánh hay. Không phải là Skyler đánh giờ đâu, nhưng mà anh Thiện trận này đánh hay. Kiểu là cái bàn này nó không có cái góc lai dọc đấy bạn. Mình chịu khó bạn quay ngang màn hình xem đi. Giờ mọi người có hỏi mình là Skyler đánh lỗi nhiều không? Skyler đánh có được đánh đâu mà lỗi. Skyler anh Thiện chỉ cho Skyler thế nào là cái bộ pháp người ấy hợp nhất. Rồi hơi thiếu lực rồi. Nhưng mà hình như là vẫn còn đường. Còn đường không ta? Ôi hết đường rồi các bạn ơi. 8 hết đường rồi. Ây đuôi 8 mất rồi. Tỷ số 7-1, anh Thiện dẫn 7-1. Anh em like mạnh lên, like chia sẻ mạnh lên. Skyler mặt tím tái. Hơi đen. Rồi, tám ra khó không? Nói chung là con này không làm được gì hơn, hơi đen. Điều 7 hơi xui. Anh Hoàng nó dấn hình như là 62 hay sao ấy. Anh Hoàng dấn 62.
Anh Hoàng dẫn 6-2, thầy Kiên thì bị dẫn 6-1. Thầy Kiên thì đang đi chấm, đang đi hình lên 2-6 rồi. Ừ thì nói chung là chẳng ai nghĩ được là đánh con 7 ra dính con 9 nên là nói xui vậy thôi, chứ còn bây giờ nói thiệt với bạn là cố tình đánh con 7 mà lấp đi con 9 vậy sao mà đánh cố tình được, thì nhiều khi mình nói xui vậy đi. Hình như Raga đánh ở tầng 2 hay sao ấy, mình đang ở tầng 1, tầng 1 mình không thấy. Anh Lê Công Trung thì mình cũng không không thấy ở tầng này, chắc là tầng 2 rồi. Thiện dẫn 27 nhá. À bên Thiện dẫn 72. Anh em chia sẻ like đi, bấm like mạnh lên. Chia sẻ cho ông chú Gút Gút này, ông Tê đi. Rồi, hai đuôi rồi. Bạn chỗ Peri Arena Đà Nẵng bạn nhé, địa chỉ thì mình không được đọc trên live. Vòng cuối này chạm 9. Ông này A không chết được đâu, A chạm thì may thôi. Vì nó dính cái má 5 có A. Em thả cho mình ít tim follow đi, ấn follow mình đi. Ngày mai mình like mấy trận hay. Vòng 64 các thứ là mai toàn idol không. Tầm này chỉ có ngồi rung đùi với là vuốt gậy thôi. Anh Thiện anh đánh. Con này khả năng là anh Thiện anh thủ rồi, chắc không chém đâu. Theo mình cảm nhận thì là thủ, không dài này miễn phí vào cửa. Ừ, cái bàn này không quay dọc được, quay dọc thì nó bị mất không hết được bàn. Nên là bạn chịu khó bạn quay ngang hình xem với mình với nhé. Cái bàn này góc quay dọc cái bên bàn bên kia nó cũng đang đánh kìa, nên là mình không không qua góc bên kia mình quay được. Thiện công luôn, hình như là đuôi rồi, giơ tay rồi. Em chịu khó quay ra màn hình xem giúp mình nhé. Tại cái vị trí bàn này nó không không có chỗ để quay dọc. Ôi, cay lắm đấy, ui cay lắm đấy, ui mẹ vào vào bàn mấy chỗ A bằng số T mẹ cái thằng này, nó ông kia nó chửi thầm như thế đấy, mình đoán thế ngay. Đánh 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 cái mèo này khi nào vào bàn A bằng số T bực cả mình. Ở đây ông lừa mình rồi đấy. Em vào bấm ra nhiều lên, chia sẻ nhiều lên, ông anh tê lắm rồi. Hình như vào này tham chín rồi đấy. Anh Kiên Pháp vào vào vòng 64 rồi, thắng 3 trận vào vòng 64 rồi. Anh Thiện nó dẫn 72. Anh Thiện chiều lòng anh em lắm. Bốc hết gậy ra chỗ khác cho anh em nhìn vào tỷ số cho nó rõ. Mày nhìn thế này, tao nó dẫn 72 này, nhìn cho ký này.
Anh Hoàng anh cũng mới đang dần 82, anh Hoàng lên hưu rồi. Tầm này thì không có bận đâu. Rồi, Thầy Kiên vừa rút ngắn tỷ số lên ra xuống còn 36 rồi. Anh em nhà cô thì cô bên Di thì vào rồi, cô bên Hai bị loại rồi, còn cô bên Trung thì đang đánh trận cuối cùng gặp ăn cà đề, đang đánh cách ván này gần 4 bao. Hôm nay mặc một chiếc áo hồng. Anh An đang đánh ấy. Tỷ số bao nhiêu thì mình không rõ. Tập này không muốn ngắm nữa rồi, đồ tính không còn nữa rồi. Anh Hoàng dẫn 82, anh An Nhiệt thì thắng 92 rồi, anh Thiện thì dẫn 72, Thầy Kiên thì bị dẫn 36. Các bạn để ý không? Các bạn thấy không? Cái con hai lúc nãy ấy, là xuống bộ nó đánh liền, kiểu chán bia rồi. Chứ còn nếu mà đánh cẩn thận thì không đánh nhanh như vậy đâu. Ở vòng này chầm chín anh Xuân thì hình như anh đánh ở tầng 2 nhé, mình ở tầng 1 mình chưa thấy anh Xuân. Anh này thì điều ra 4 ván này à, ván này thì khả năng 37 giữ con tài lại vẫn ok. Lỗ này làm khá là to. Rồi. Hình như là đuôi năm. Rút súng lục ra anh ơi. Trận này là trận cuối cùng của nhánh thua bạn nhé. Thắng trận này nó vào, mà thua trận này nó về. Vừa nhắc lại anh Kiên Pháp, anh Kiên Pháp vào đây xem mọi người này. Hello anh Kiên Pháp vừa từ đây mọi người này. Ừ, Thiện dẫn 72. Anh Thiện 2 lần rồi đấy. Một lần đuôi con 8, một lần đuôi con 5. Anh Thiện như mình nghe anh Thiện chỉ thế rồi. Ngày mai còn nhiều trận hay lắm, anh em vẫn follow đi. Anh em vẫn follow mình đi. Ngày mai mình quay nhiều trận nó hay hơn. Anh Tuấn Con thì ngày mùng 10 tháng 10 đánh mà nhá, đánh Hà Nội Open. Hay quá, thủ bi kìa. Cái con 4 ra con 5 lúc này thì kê đầu con 7. Thì nói chung để mà
đuôi đấy thì đen thôi chứ không phải là gì đâu. Anh Thiện đang dẫn 72 chẳng 9. Bàn này đang có anh Thiên Pháp đang cùng với anh Thiện. Không, vòng này là vòng cuối anh thua, thắng trận này mới vào vòng 64. Rồi. Nói chung là 37. Hôm nay thì 37 rồi. Chúng không có giỡn nữa bạn ơi. Đánh người tốt thế giới thì làm gì ai dám giỡn. Hiện anh ngư dẫn 73. Thầy Kiên thì mới rút ngắn tỷ số xuống còn 46. Có tình huống số 26 xử lý được 26 thì là hết. Có thầy Kiên online bản TV đấy. Toàn put out rồi. Anh em chia sẻ bấm like cho mình nhé, chia sẻ like á, bấm follow để ngày mai mình like nhiều trận hay hơn. Trận này trận 9 mà nhé. Tỷ số trận này đang là 73. Chơi ở cái cấp bậc chuyên nghiệp này thì không nên để cho đối thủ có một cơ hội nào. Thời Kiên lai nền tảng khác mà đấy, lai trên màn TV2 ấy. Trận này chạm 9 Sơn đấy. Có một lần anh thấy rồi, không cần phải spam đâu.
anh em chia sẻ mạnh lên, bấm follow, bấm like, chia sẻ mạnh lên. Cho anh em vào xem thì thấy cho ông kia ông Tây. Tỷ số phía sau bên kia, bảng tỷ số đi phía sau kìa. Rồi, chúng ta sẽ được thấy khả năng cân bi của hoàng tử cân bi. Con này chắc ông này ông cân không trượt đâu. Ừ, anh thấy con loại rồi. Nhưng biết rồi, thả tim nào, chia sẻ like nào, bấm follow nào. À, trong tiếng tê đi chứ. Chẳng chín nhá. Nên là chưa nói trước được gì đâu. Rồi, thầy Kiên vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6. Thầy bị dẫn 6-1 hay 6-2 đấy. Nhưng mà Adanat xin nghỉ giải lao. Thầy Kiên đánh kinh quá. Đây, mình thấy James Adanat đi giải lao rồi. Ừ, bàn này không có trọng tài. Bàn TV mới có trọng tài. Nói như này thì còn gì chơi đâu. Anh còn con thua anh Bảo Châu. Thầy Kiên đang live đấy, đang live bản TV2 đấy. Tỷ số là 5-6. Nói chung mấy ông này mấy ông phá hay lắm. Anh hát thua rồi nhé, ra la thẳng. Chuyên bật à? Ôi, Bia còn phải đánh, anh em cứ xem đi. Like, follow, chia sẻ. Ngày mai còn nhiều trận hay nữa. Khả năng đối thủ mà lên 5-7 thì anh Thiện sẽ giải lao. Thầy Kiên đang đánh trận cuối cùng của nhánh thua đấy. Thua trận này mới loại chứ còn đâu đỡ thua đâu. Thầy Kiên đang vừa bị dẫn 6-1 lên 5-6 rồi. 5-6 trận đấu đang tầm dừng rồi. Zema Danat thấy căng quá xin giải lao. Manat đi rồi bạn. Lần giờ chỉ mong cho anh Thiện có cơ hội vào bàn thôi. Anh Hoàng lúc nãy mình thấy dấn 8-2. Xong chưa nhỉ? Anh Hoàng nó dấn 8-3. Đang xúc tê con sáu.
tâm thường thì nó để Luna xong từ chiều rồi bạn, anh Tâm thua rồi. Chịu bạn ơi, cái bàn này nó không có lóc, không có góc lai dọc. Trăm chín, bảy năm rồi. Anh em cho thả tim nhiều vào, thả tim chia sẻ like đi. Skyler BT được. Rồi, không chết một. Rồi, cơ hội cho anh Thiện đây rồi, vào bàn đi. Hình này có khi nào 1-1-9 đúng không nhỉ? Có cái nào cộng 1-9 nó 10 không nhỉ? Gặp mình là mình cộng 1-9 đấy. Vì mình hàng nghiệp sư. Cứ anh Thiện chuyên nghiệp thì không biết anh biết, không biết anh để tính toán được gì. 7 năm mà đấy, anh Thiện dẫn 7 năm. Đó, anh em nhìn đi. Anh thấy Lương Đức Thiện chưa? Anh đang suy nghĩ. Chẳng chín. Không, bá chẳng thông đâu. Anh Thiện vẫn được vào bàn, nhưng mà kiểu ông Thiên cũng cháy đạn. Vào bàn thì đuôi áo băng phơi thì hết thôi. Anh em muốn tắt chat thì anh em bấm vào màn hình giữ xong chọn cái màn hình giảm lượng ấy. Rồi thủ rồi. Nói chung là an toàn nhất rồi. Bạn để màn hình ngang đi. Tại vì cái góc này nó nếu mà quay dọc lại thì nó không quay hết bàn được. Rồi phơi rồi anh em ơi, một thấy đường rồi. Tỷ số là 7 năm, anh Thiện dẫn 7 năm. Con một này phơi rồi. Thôi, mình không nói gì nữa, để cho anh Thiện em đánh, không nói trước nữa. Cố lên, anh Thiện cố lên. Bàn ấn dưới vào màn hình, xong tròn cái màn hình dặn lược ấy, làm nó tắt chát. Ừ, chạm chín. Bia giơ tay rồi. Khi chưa mình like trận anh Kiên Pháp cũng thế. Anh một trận mà anh Kiên đi giơ tay 4 lần thì thôi. Từ vòng này vòng sinh tử rồi, thua là loại luôn. Ông kia cũng chưa để dài để lúc nhìn rồi. Có anh Kim Pháp vào vòng 64 rồi. Thiện có để anh tính sao nhỉ? Tính 3-4 à? Hay là tính 3-3? Con 4 này thì vẫn công là thủ đấy, khả năng thủ cả sau 7.
của gái sao mày là hợp lý nhất rồi. Con này à? Này thì A băng, thì A băng dưới. Có một con này không được đâu. Một đấy là anh Thiện anh tính pha con 4 để con 4 về đấy, mà hai là anh tính kéo hai băng. Nhưng mà hơi thiếu lực, thành ra là nó ra như vậy. Ờ 59 rồi. Ông kia ông vào ông A băng ông chả chán rồi. Anh Thiện đã lên hưu. Anh em like xe mạnh lên, cổ vũ cho anh Thiện làm một chấm nào. Ông kia giờ ngồi lắc đầu làm gì nữa. Ông lầm bầm trong miệng, mẹ cái thằng này sao suốt ngày mày đứng vào bắt tao A băng suốt tê. Trượt thì ra đuôi, không trượt thì ăn, không ruột thì ăn may. Nói chung là mình nói cho vui các bạn nhé. Chứ còn mình nói thế này, mình cầu thủ không nghe đâu. Hoàng Sao đang đánh, anh Hoàng lên hưu à, dẫn 84 như vậy. Cố lên Thiện ơi. Rồi, chết một rồi. Hai đâu? Rồi, 26 à? Tỷ số thầy Kiên là 6-5. Thầy Kiên bị dấn 6-5. Ông đấy biết. Ngồi hở cả lắc đầu. Hở cả là rơi giày lên nhìn. Mình không biết ông kia ông đang suy tính điều gì. Cân không? Anh Thiện có cân không? Mình xem anh Thiện anh tính đường này thế nào. Đầu gậy này thì khả năng là chém cộng rồi, 2 cộng 6 rồi. Rồi, hay quá. Hai ra ba hơi với. Từ từ anh em ơi, Bia không ngồi trước nghe. Ừ anh Thiện lên hưu rồi. Ba một cái hơi thẳng, chắc là phải trô trực tiếp về. À, anh Thiện mình kỹ rồi. Ừ, trận này ai thô là loại luôn. Anh Thiện trận này anh phải kỹ, không kỹ không được. Ừ, vòng này chưa tính giờ bạn, chỉ có màn TV bấm giờ thôi. Còn mấy cái bàn này không bấm giờ. Chầm 9, anh Thiện lên hưu rồi. Rồi, má đẹp rồi. Má này thì kéo về 7 luôn.
Thầy Kiên đang live bản TV bạn ơi. Thầy Kiên live bản TV, có live mà mình live gì nữa. Thầy Kiên à, thầy Kiên 56. Nãy bị dẫn 61 bật lên 56 à. Khả năng là bắt tay thôi. Anh Hoàng vừa thắng rồi. Anh em chuẩn bị chat lên chào lơ nhá. Rồi bắt tay rồi. Ok. Anh Thiện thắng rồi.